chuyện tao thích Kai mà đúng không? Cái ngày đầu tiên mà tao gặp Kai á, là tao đã biết trái tim tao đã thuộc về Kai rồi. Kai thích Giang đúng không? Rêu chỉ muốn Kai biết, Rêu thực sự rất thích Kai. Nhưng từ giờ, Rêu sẽ không làm phiền Kai nữa.